Rồi ok chị Diệu Phương có đơn hàng nha. Em chào chị Văn Nguyễn Thanh. Đồng giá chị ơi 119k thôi, rất là rẻ luôn chị. 119, 139, 149 hôm nay em sẽ hết cho chị luôn á. Số lượng thì em còn ít thôi chứ không có còn nhiều đâu. Cái gì mình cố gắng thật sớm. Mẫu em đang mặc trên người 1324 nè, sale luôn nha. 119.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thất có đơn hàng nha, 119.000 đồng luôn. 119.000 đồng mẫu đang mặc nha cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1324. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1324 nha cả nhà ơi. Em chào chị Chế Ngọc nha. 1324 hôm nay em chốt đơn cho cả nhà mình luôn, giá 119.000 đồng. 119.000 đồng đồng giá cả nhà nha. Chia sẻ livestream tiếp sau, chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai shop tư vấn cho cả nhà mình luôn. Hôm nay đồng xe là bao la cả nhà ơi. Chia sẻ livestream chưa nè. 119.000 đồng cho chị Thúy Vũ, 119.000 đồng cho chị Linh Linh luôn. Rồi đầm này thì trong tầm khoảng từ 55kg về mình sẽ mặc đẹp nha. Thiết kế là cổ vest, có phối cho mình nguyên hàng cúc, một lớp kèm một túi khóa kéo phía sau lưng, 119.000 đồng cả nhà nha. 119.000 đồng. Đặt hàng đầm này mình comment phía dưới cho em luôn là 1324, với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ha. Chỉ có giá tiền là 119.000 đồng thôi. Rồi và ngoài ra thì em sẽ bây giờ sẽ lên tiếp cho mình đầm sale 99k. Chia sẻ mạnh tay lên chị ơi. Chia sẻ mạnh tay mới có đơn chị ạ. Đó, và chia sẻ lên tường vào nhóm để với chế độ công khai. Nhớ chấm bài cho em biết là mình đã có chia sẻ rồi nha. Đó, chấm bài thử xem em xem đã chia sẻ thành công chưa. Nếu như mình chấm bài mà có chữ để chia sẻ hoặc người chia sẻ gì đó thì là mình chia sẻ thành công rồi chị. Đó, nhiều khi nhiều chị chia sẻ mạng bị lắc á, chưa có được á. Rồi chấm bài tương tác cho em. Coi giãn nha chị ơi, coi giãn nhẹ nhẹ nha. Chị Như Quỳnh có đơn hàng 119.000 đồng luôn. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm cho em tư vấn chốt đơn hàng. Mẫu đang mặc trên người 1324, chị có giá tiền 119.000 đồng thôi. 119.000 đồng. Sau mẫu đầm này lên đầm 99k cả nhà nha. Chia sẻ like liền cho em. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1324. Chị Huỳnh Thu Hồ có đơn hàng luôn 1324. Sale nhanh luôn, 119.000 đồng, 119.000 đồng nha cả nhà. Chất liệu vải kaki mềm, mềm êm, co giãn nhẹ, kèm thêm cái túi nữa, nguyên hàng cúc cách điện phía trước, 119.000 đồng thôi. Em chào chị Trâm Vũ nha, 119.000 đồng thôi. Đặt hàng comment phía dưới, chị Kim Anh có đơn hàng luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mình đầm sale 99k nha cả nhà. Trong thời gian chờ đợi em thay mẫu, cả nhà mình chia sẻ like rồi chấm bài tương tác đi cả nhà ơi. Chia sẻ ra mạnh tay lên nha, tại vì mình đặt sáng sớm á, có nhiều đồng cho mình chọn. Các chị mình hở đặt hàng chậm quá là hết hàng rất là uổng luôn nha. Đó, những bài livestream khác là hở em vẫn còn đang lưu giữ đó cả nhà ơi, và đơn đi chóng mặt luôn. Cố gắng đặt sớm cho em rồi, cái đầm này 99k luôn nha cả nhà. Chia sẻ livestream chưa? Dạ ok, chị An Trần có đơn hàng 1324 119.000 đồng, 119.000 đồng mã 1324 chị ơi. 1324 cho em nha. Có số điện thoại chưa, có mã số đâu có chút đơn được chị. Với lại cái giá tiền không được, không comment giá tiền được nha chị Thảo Nhi ơi. Tại vì biết sao không chị, bình thường á cái đầm này em bán bao nhiêu chị ơi? 249 cũng có, em bán 159.000 cũng có. Đó là ở những mấy cái bài cũ. Bây giờ chị comment giá vô đâu được. Hôm nay em sale, ngày mai em lên giá lại cũng vậy rồi chị. Hôm nay em xem ngày mà em lên giá lại chị comment giá cũng đâu được đâu. Chị comment cái mã số cho em 119.000 đồng cho em nè, 119.000 đồng mã là 1324. 1324 kèm số điện thoại 119.000 đồng cho em nha. 119.000 đồng thôi. Rồi cái đầm em đang mặc trên người 99.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người 99.000 đồng nha. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Chia sẻ like chưa cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người đạt 99.000 đồng. Mã sản phẩm là 1111. Đầm này thì hiện tại em sẽ còn cho mình là size M, nhưng mà eo 74 độ lại thì mình sẽ mặc được. Size M nhưng mà eo 74 độ lại mặc được nha. 99.000 đồng thôi. Đầm này chất liệu vải của nó vải lụa nhung nha cả nhà ơi. Vải mềm, mướt, mặc êm, thoải mái nha. Dáng đầm xòe nhẹ cho mình. Phối nguyên hạn cúc phía trước có hai cái túi luôn. Có hai cái túi luôn nha. Rồi 99.000 đồng nha cả nhà nha. 99.000 đồng. Chị Thùy Dương có đơn hàng 1324 119.000 đồng. Chỉ có 99.000 đồng thôi. Chị nào mà mình hả bỏ lỡ cái like này rất là uổng luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1111 4 con số 1 99.000 đồng.
eo 74 độ về cho em, cân nặng thì từ 40 tới 52 kg, một lớp kèm hai túi khóa kéo phía sau kèm thêm ngoài một hàng cúc luôn. Đầm này thì màu hồng phấn nha cả nhà nha, chất liệu vải lụa nhung rất là mềm. Rồi đặt hàng comment phía dưới cho em. Dạ mẫu đầm sọc này mã sản phẩm 1324 119.000 chị, 119.000 đồng. Đầm sọc màu vàng cũng 119.000 đồng luôn. Đầm sọc màu vàng cũng 119.000 đồng luôn, để mặc cho chị xem nha. Rồi chia sẻ ra chiêu giúp em. Đầm sọc màu vàng chờ em xíu để mặc sau. Rồi cái này là 1324 119k luôn. Hôm nay em lên đầm cho mình toàn là 119k thôi, chia sẻ live stream là mình được chốt ngay giá ưu đãi luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1111, chốt đơn 99.000 đồng. Em có size M đó chị, nhưng mà chị nghe kỹ thông tin giúp em. Size M này là eo 74 đổ lại mình mặc đẹp. Size M này eo tới 74, chị coi coi eo của mình nhiều thì chị đặt hàng size M. Tại vì tùy mẫu, có mẫu á là size nó bị nhỏ, có mẫu size to, giống như mẫu này nè, size bị to, rộng nè, thì mình ăn gian được tới 74. Mẫu em đang mặc cho người 1111. Nghe kỹ thông tin dùng em nha cả nhà ơi. Đây nè, tuy rằng hết size L nhưng mà cái đầm size M nó lại tương đương với lại size L. Đó, eo tới 74 nè, rất là đẹp luôn. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm, năm eo 75 53 kg mặc size L nha chị Nguyễn Thành. 1324 chú cho chị luôn, 119.000 đồng luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1111, 99.000 đồng, 99.000 đồng nha các chị nha, 99.000 đồng. Đặt hàng đầm này mình comment phía dưới cho em là 1111 với số điện thoại. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một mẫu khác nha. Eo 75 mình mặc L cũng được, mà chị mặc XL cũng được luôn. Rồi thích đầm sọc màu vàng đúng không? Đầm sọc màu vàng sale luôn 119k. Tiếp tục đầm sọc màu vàng đây. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1323 cả nhà nha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1323. Đầm này thì hiện tại em sẽ còn cho mình là size XL, eo từ 75 cho tới tầm 82 thì mình sẽ mặc được nha. Đầm này eo từ 75 cho tới 82 mình sẽ mặc vừa nha cả nhà. Còn size XL em chốt đơn cho cả nhà mình luôn 119.000 đồng. Eo từ 75 tới 82 cho em mặc được mẫu này. Cân nặng thì từ 55 tới 62 kg nha. Có co giãn nhẹ nhẹ luôn. Đẹp nha cả nhà ơi. Rồi, đầm này sọc caro màu vàng. Rồi chị nào comment sọc caro đâu, đặt hàng đầm này cho em 119k, mã sản phẩm là 1323. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1323, 119.000 đồng. 119.000 đồng cả nhà nha. Có co giãn nhẹ nhẹ luôn, vải mềm, mướt tay sờ lên rất là đã. Kèm thêm cho cả nhà mình là hai cái túi hai bên. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1323. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1323, 119.000 đồng nha. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm cho em 1323 với số điện thoại cho em tư vấn chốt đơn hàng. Em từ 75 tới 82 mặc được mẫu này nè. Bầu bì bon chen được luôn, có thêm hai cái túi luôn, khóa kéo phía sau lưng luôn. 119.000 đồng cho chị Nữ Nguyễn. Em chào chị Phượng Đỗ nha. Dạ vừa cho em 81 mặc vừa mẫu này chị yêu nha. Rất là đẹp cho mình luôn. Rồi xem nhanh luôn. 119.000 đồng, 119.000 đồng mẫu đang mặc trên người. Mã sản phẩm là 1323 nha cả nhà ơi, 119.000 đồng. Cái đầm hồi nãy á, đây. Sọc đen là 1324, sọc vàng là 1323, đồng giá 119.000 đồng. Đồng giá 119.000 đồng, từ 40 cho đến 60 kg mặc được cho em, 40 tới 60 kg cứ việc comment phía dưới cho em nha. 1323, 1323 là màu vàng, 1324 là màu đen. Đó, em chốt đồng giá 119.000 đồng một chiếc cho cả nhà mình luôn, 119.000 đồng và rất rất là nhiều mẫu sale, không phải là hai mẫu này nữa. Bây giờ em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác nha. Mẫu nào còn cầm trên tay, mẫu nào còn mặc trên người thì còn sale. Đó, và khi không còn mặc nữa là ngưng chương trình sale nha cả nhà ơi. Ngưng chương trình sale nha, tại vì sale, cái đầm này sale không có lời và cũng không có hoàn tiền vốn được luôn. Lỗ rồi cả nhà. Cho nên là em chỉ mặc trên người sale lấy tương tác. Rồi bây giờ ngừng nha cả nhà nha. Em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình xem một mẫu khác săn tiếp nha cả nhà ơi. 1323 là màu vàng, còn 1324 sẽ là màu đen nha em nha cả nhà. Chia sẻ live stream giúp shop nha. Rồi, thay hai mẫu này, tiếp tục lên mẫu khác. Đó, chỉ cần chia sẻ live stream là được luôn. Đây, mẫu đầm này 119k luôn. Chia sẻ like chưa cả nhà ơi, em thấy có rất là nhiều chị đặt hàng rồi chưa chia sẻ like nè. Nhanh tay đặt sớm nha. Chị Như Phạm chưa chia sẻ nè, chị Ngọc Huyền có đơn hàng nha. Ok, chị Nguyễn Thảo chị mặc vừa đó chị.
Chị mặc vừa 50kg là mặc size L là ok thoải mái luôn á, M, L đều được. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1298. 1298 còn 3 size M, L với lại XL, 40 cho tới 57kg mặc được nha, 119.000 đồng thôi. Đặt hàng đầm này comment phía dưới cho em. Phải đặt hàng nhanh, đặt hàng nhanh lên đó. Và đây em tư vấn trước đơn hàng, tại vì mỗi mẫu nó còn mấy cái, giống như cái đầm này còn có 14 cái chứ nhiều. Đầm hồi nãy á, cái đầm hồi nãy em còn có mười mấy cái à. Để em xem kỹ rồi xem. Đó, cố gắng đặt hàng sớm, em tư vấn chưa hàng nha. Mã hàng kèm giá kèm số này, ôi nó bị để sai rồi. 1298. Đây cái đầm này 3 size nha, 3 size còn 14 cái sale luôn. 119.000 đồng, 40-57kg mặc được cho em nha. 40-57kg mặc được. Đầm này form hơi nhỏ, nhớ nhắc các bạn trừ hao cho cả nhà, form bị nhỏ rồi nha. Rồi eo của mẫu đầm này thì tới 76 thôi, 76-77 thôi. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1298, đồng giá luôn 119.000 đồng. 119.000 đồng cái đầm này, 57kg độ về thì mình sẽ mặc đẹp nha. Chất liệu vải cát hàng nha cả nhà ơi. Phần chân váy em may cho mình theo kiểu đuôi cá đắp chéo nha cả nhà, 119.000 đồng. Hôm nay á mình mua 5 cái đầm giá 600k, còn được miễn phí giao hàng toàn quốc nữa chứ. Trời ơi nó quá rẻ luôn. Đầm bao đẹp bao rẻ luôn. Chia sẻ livestream là được áp dụng ngay giá ưu đãi rồi. Nhanh tay đặt sớm cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1298. Đầm đang mặc trên người 1298, 40-57kg mặc vừa cho em ha. Rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Chất liệu vậy các hàng mềm rũ cho mình luôn nè. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm này dùm em. Chị Bi Nguyễn có đơn hàng nha. Rồi ok, cố gắng đặt sớm là được chị ơi. Rất là đẹp cho chị luôn. Nhanh tay lên nè, sắp qua mẫu rồi nha. Qua mẫu là ngừng sale nha cả nhà ơi. Chị Kim Hương có đơn hàng luôn, vải mềm nè, nền xanh đen dễ mặc, mặc lên trắng nè, phối với mình hoa hồng màu nâu nữa nè. Rồi nhanh tay đặt hàng, chị Hoa muốn có đơn hàng luôn, 119.000 đồng, 40-57kg mặc được nha chị ha. Đó, dán đầm chữ A, đầm này đầm chữ A. Hồi nãy em lên cái đầm kia là đầm cổ vét đúng không, mình mặc đi làm được đó. Đầm cổ vét, đầm xòe, còn cái đầm này đầm chữ A. Đó, đầm chữ A rất là nhiều mẫu mã đa dạng cho mình luôn, thích mẫu nào comment phía dưới. Mua 5 mẫu, 5 màu khác nhau, 5 kiểu khác nhau về mặt, giá rất là rẻ luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm 1298. Chị Huyền Nguyễn có đơn hàng 1298. Chị Thu Nguyễn có đơn hàng 1298 luôn. Có sale chị, hôm nay có sale. Mẫu đó hôm nay có sale nha. Chờ em một chút xíu em lên sau. Mấy cái mẫu đẹp đẹp, hot hot á, một chút xíu em lên sau. Bây giờ em đang đợi cái gì mình chia sẻ mà, cái gì mình chia sẻ sao em lên được. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1298 nha, 119.000 đồng. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em nha, 40-57kg mặc được luôn, 40-57kg mặc được, 119k ha. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một em nào khác. Rồi size 2x đúng không chị, size 2x hôm nay là em có cũng có nhiều mẫu sale size 2x luôn, nhưng mà em chờ một chút xíu. Tại vì đang là đầu live stream, đang là đầu live stream, em đang chờ các chị mình chia sẻ like nè. Mình kêu gọi bạn bè vô live stream săn sale với em, chấm bài tương tác, comment nhiều vô cả nhà ơi. Đó, để bài live stream này nó đừng có bị giảm tương tác á. Đó, để mai một cái bài live nó dài hơn. Thay vì một bài live ngắn, em chỉ mặc có 2 mẫu, 3 mẫu các em cũng tắt like. Và em vẫn sẽ bật like nữa, em vẫn sẽ bật like nữa. Thì cả nhà mình coi một cái bài live một tiếng mới, cả nhà mình săn được mấy chục mẫu luôn, khỏi phải ra vô mất công, mất thời gian của các chị mình. Đó, rồi đây mẫu em đang mặc cho người 1311. Bởi vậy nhiều khi em khuyến khích các chị mình á, xem thì mình cứ ở lại xem, treo máy để đó xem. Mình xem từ đầu live tới cuối live luôn, mình coi được nhiều hơn, khỏi phải ra vô mất thời gian. Đó, mà cũng bị ngắt quãng nữa. Rồi mẫu em đang mặc cho người 1311. 1311, 40-70kg, 119.000 đồng luôn cái đầm này. 1311 nha cả nhà, 40-70kg mặc được. Một lớp kèm hai túi nè, khóa kéo phía sau. Nhiều chị không biết á, mình đi ra cái sau em thấy ít người coi quá thôi, em tắt, em không like nữa. Đó, một chút xíu em like bài khác. Đó, như vậy nhiều chị mình không biết á, em biết có nhiều chị không biết, đi ra thôi, mình đi ra đây chút nữa mình vô sau. Đó, chút nữa vô sau là em đâu có còn like nữa đâu, hoặc là em không còn mặc những cái mẫu đó nữa, nó đã lên giá hay là không còn sale nữa, rất là ổn. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1311 nha, 119.000 đồng.
119 ngàn đồng. Bởi vậy các chị mình coi bài livestream á, có bài sale rất là rẻ, còn có bài thì chỉ mặc toàn mẫu mới thôi. Rồi mẫu đầm này còn 3 size M, XL với lại 2X nha. M, XL với lại 2X thôi. Em trước đơn hàng cho cả nhà mình 40-70kg nha cả nhà. Cổ tim ha, tay ngắn này, dáng đầm phom suông 119 ngàn đồng. 119 ngàn đồng. Đặt hàng đầm này comment phía dưới cho em nha. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1311. Đầm đang mặc trên người 1311, 119 ngàn đồng nha cả nhà, 119 ngàn đồng thôi. Đặt hàng đồng này comment phía dưới cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. 119 ngàn đồng, mã sản phẩm là 1311. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1311 nha. Chị Trâm Vũ dồn đơn nè 1311, chị Nhung Trinh 1311 luôn. Chốt đơn cho cả nhà mình luôn, 119 ngàn ha, 119 ngàn đồng. Đặt hàng đồng này comment phía dưới cho em 1311 với số điện thoại cho em. Em chào chị Cẩm Trân nha. Tiếp tục em chuyển mẫu nha cả nhà ơi. Trời ơi quá trời mẫu đẹp luôn nè, sao vậy rất là rẻ. Rồi 1311 em sale cho cả nhà mình luôn. Ngày hôm nay mẫu nào cũng sale hết chị ơi, mẫu nào cũng sale xuống hết trơn á. Cứ việc chia sẻ like rồi theo dõi like thôi là được à. Rồi 3 size nha, M, XL với 2X, 40-70kg nha. Em chốt đơn cho các chị mình luôn 119 ngàn đồng. Chị Thảo Vi có đơn hàng. Đầm này chất liệu vải gân tâm nha cả nhà ơi. Đầm này chất liệu vải gân tâm nha, có túi cho mình luôn. Có túi luôn nha cả nhà, 119 ngàn đồng ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem một mẫu khác. Đây cái đầm xanh Coban này hôm nay em báo giá sale luôn, hết hồn luôn cả nhà ơi. Chia sẻ like cho kể chưa cả nhà, chấm bài tương tác nè. Comment mạnh mạnh tay lên, thích lên hoa, lên trơn, lên gì đó. Em ơi trơn có sale, hoa có sale không? Comment mạnh mạnh tay lên cả nhà ơi. Tiếp tục em sẽ lên thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác nữa ha. Ơn mẫu đồng nào đặt hàng sớm sớm liền giùm em. Em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn ạ. Mẫu của em đang mặc cho người 1306. Tiếp tục mẫu của em đang mặc cho người, mã sản phẩm là DA1306 kệ nhà nha. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm thì em tư vấn lên đơn luôn. Ngày hôm nay sale cho cả nhà mình luôn 129 ngàn luôn. Chia sẻ live stream chốt đơn ngay luôn, 40-65kg có đơn hàng, 129k sale hết cả nhà ơi. Chia sẻ live stream chưa, chị nào chưa chia sẻ tranh thủ nha cả nhà nha, 129 ngàn đồng nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm cho em. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1306. Rồi ok báo giá cho mình luôn nè, 1306 này cả nhà, sale luôn 129k, 40-65kg có đơn hàng luôn. Rồi caro màu vàng 119 ngàn đồng, caro màu vàng 119 ngàn đồng nha. Mẫu em đang mặc trên người 1306, 129 ngàn nha. Đồng này 129 ngàn đồng nha. Chia sẻ live stream giúp shop luôn. Caro màu vàng 1323, caro màu vàng 1323 119 ngàn đồng nha chị. Đặt hàng caro màu vàng comment phía dưới cho em 1323 với số điện thoại luôn, 1323 với số điện thoại cho em. 119 ngàn đồng, 119 ngàn đồng. Chị Thanh Giang 1298 này dùng đơn cho chị yêu mình luôn. Rồi 119 ngàn đồng cho chị Thanh Giang luôn ạ. Bây giờ em sẽ treo nó ngay đây nha, 119k rồi nè, nó rất là đẹp cho mình luôn, xuất sắc luôn nha cả nhà. Rồi em đang mặc trên người 129k. Mẫu em đang mặc trên người 1306. Đầm đang mặc trên người 1306, chất liệu vải von nha cả nhà. Vải von nha, hai lớp luôn, hai túi luôn, 129k. Chị Lê Hiền hai cái luôn nè. Rồi chia sẻ livestream giúp em nha cả nhà ơi. Chị Hoàng Thu có đơn chị. Đầm này có đơn, đầm này em có tới tận 3 size lận. Chị yên tâm đi, cứ đặt hàng có đơn hàng luôn. Size M còn 7 cái, L còn 7 cái, XL hết hàng, 2X còn 6 cái thôi. Đầm này em còn đúng 20 cái. Đầm em còn đúng 20 cái cho các chị mình nè, sale luôn 129k. Rồi chị Trang Trần có đơn hàng nha. Chị Nguyễn Trâm 53kg, chị mặc size L, 53kg mặc size L cho em nào vừa luôn á chị. Tùy theo cái chiều cao cái vòng eo bên em tư vấn lên đơn cho cả nhà mình luôn. Hôm nay rẻ quá, bữa chị mua 179, bữa mua 179 là rẻ rồi chị. Bữa mua 179k là đã rẻ rồi đó. Hôm nay là phải nói là em xả lỗ hết, vừa bán vừa tặng. Chia sẻ livestream giùm em nha. Rồi em chào chị Ngọc Hân, cảm ơn chị ạ. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1306 nha. Sao chị ơi? Rồi ok vừa chị, tại vì đầm này có size. Tại vì cái đầm này có size á chị ơi. Đầm khác, hồi nãy giờ em lên đầm khác lĩa size đúng không? Đầm này có size 3 size lận, ML với lại 2X lận. 3 size ML với lại 2X lận nha, cho nên là mình sẽ mặc vừa cho em nha. Rồi cố gắng mình đặt hàng sớm, em tư vấn chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1306. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1306, hai lớp hai túi khóa kéo phía sau, 129 ngàn đồng.
129.000 đồng cái đầm xanh Coban này cả nhà nha, chia sẻ livestream giúp em. Chị Ngọc Hân có đơn hàng 129k nè. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm liền giùm em nha. 1306 với số điện thoại. Dạ một màu duy nhất chị yêu ơi, em còn có 20 cái là một màu duy nhất, đặt hàng comment phía dưới cho em. 1306 với số điện thoại cho em. 1306 63 ký mặt 2XL. 63 ký mặt 2XL. Size M còn 7 cái nha. Size L là còn 7 cái luôn. XL hết hàng. Và 2X là còn 6 cái. Và chị nào mặc XL mình đổi sang size 2X đi chị, bỏ lỡ rất là uổng. Hôm nay sale 129.000 đồng bỏ lỡ uổng lắm chị ơi. Chia sẻ livestream đặt hàng ngay cho em 1306 với số điện thoại nha. 129.000 đồng, 129.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ưng ý đầm này của em đặt hàng sớm, em tư vấn chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn. 70kg có mẫu khác sale nha chị ơi. 70kg mẫu này không vừa, mẫu này thì 65kg độ lại thôi. 70kg có mẫu khác đang sale luôn, đang sale rất là rẻ luôn, trăm mấy à. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác, cũng 119k, lên sale quá trời sale. Mà trang này của mình sao mà chia sẻ dở quá cả nhà ơi. Đó, chia sẻ comment mạnh tay lên nào. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1269. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1269 cả nhà nha. Đầm này em còn cho mình là hai size lớn nhất, đó chính là XL với lại 2XL. Đầm này em sẽ còn cho cả nhà mình là hai size lớn nhất, đó chính là XL với lại 2XL. Thì trong tầm khoảng từ 55 cho đến 65kg có đơn hàng nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1269, 119.000 đồng thôi, 119.000 đồng. Đặt hàng đầm này của em thì mình comment phía dưới cho em luôn là 1269 và kèm với số điện thoại cho em là được nha. Trời, chưa lên một lượt chia sẻ nào luôn. Trời ơi các chị ơi, trang khác người ta chia sẻ, người ta comment quá trời luôn, cả nhà mình sôi nổi lên cả nhà ơi. Comment nè, chia sẻ like nè, à, chị muốn lên đầm này đầm kia, hôm nay đầm kia có sale không em, đầm nọ có sale không em, comment mạnh mạnh tay lên cả nhà. Đó, Facebook thì tương tác nó đã yếu kém rồi và cả nhà mình còn ít comment nữa. Đó, cả nhà mình comment mạnh mạnh tay lên. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1269, 119.000 đồng. Cả nhà mình làm em kiểu hết động lực luôn rồi nhà ơi. Chia sẻ like nè, chấm bài tương tác, comment mạnh tay lên nha em nha. Chị Trần Kim Thành dùng đơn XL cho chị nè, 119k nè. Rồi E82 mặc được mẫu này nha. Đầm này 55-65kg mặc được. Đầm này 55-65kg mặc được, 119.000 đồng cho em. 119.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người 1269. Mẫu đang mặc trên người 1269 cả nhà nha. Sale nhanh cho cả nhà mình luôn. Với mức giá chị có là 119.000 đồng. Chị Hoàng Thu có đơn hàng 119.000 đồng luôn. Lụa mango chị yêu nha. Vải này vải lụa mango. Chất liệu vải lụa mango co giãn nhẹ nhẹ, dáng nằm body đuôi cá, 119.000 đồng. Rồi 119.000 đồng. Dạ em có size đó chị Phương Nguyễn ơi, 70kg có size nhưng mà có mẫu khác, chứ không phải cái mẫu này. Em có size nhưng mà có mẫu của mẫu khác, chứ không phải của mẫu này nha chị nha. Đó, rồi đặt hàng đầm này comment phía dưới cho em tư vấn nha cả nhà ơi. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em 119.000 đồng ha. Rồi 119.000 đồng đặt sớm nha em cả nhà ạ. 70kg em có cái mẫu này nè. Có cái mẫu này đang sale nè chị. Ôi còn có 9 cái à. Cái mẫu này đang sale còn có 9 cái. 55-70kg còn 9 cái cuối cùng sale luôn. Rồi được chị, được chị. Cứ đi đặt hàng đi. Cứ đi đặt hàng đi em tư vấn. Mặc vừa chị ơi. Đó, ví dụ như không có size của mình nâng lên một size về nhà mình bắt nhẹ phần eo. Tại vì những cái mẫu đầm này em đã dám xả rồi là em không có về mua, không em không có nhập về bán nữa. Đầm mà bên shop em mà đã bán qua một đợt rồi không có nhập về bán nữa. Đợt này là đang cái trong cái mà sắp về đồ mới á, sắp về đồ mới thì em xả rẻ cho mình luôn á. Em đang like cấp tốc những cái, tất cả các trang bên shop nè để sale hết toàn bộ luôn này cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người 1269 nha, 119k. Chị Phan Kim Thoa có đơn hàng, chị Nhung Nhung có đơn hàng luôn, 119k. Còn chị nào lên đơn nữa lên đơn nhanh cả nhà ơi. 1269 là mẫu đang mặc trên người. Rồi còn gì thắc mắc comment phía dưới cho em luôn. 1269, 119k. Rồi chị có đầm 70kg đúng không? Đầm 70kg có mẫu này, hàng vải xịn đẹp cho mình luôn. Mẫu nào cũng sale hết trơn á, chia sẻ livestream là được nha cả nhà. Rồi đây tiếp tục, mẫu đầm này 55-70kg mặc được cho em. Sale luôn, 149.000 đồng luôn. Dễ bèo cả nhà ơi, chia sẻ livestream tiếp shop. Hàng này chất liệu vải thun mỹ nha chị, vải dày dặn, êm mềm, mặc đẹp thoải mái. Em chào chị Tâm Nguyễn luôn nha. 149.000 đồng cái đầm này.
149 ngày nào mẹ sản phẩm 1301 rồi chị nào 70 kg đặt liền nha. Đầm a à, đầm 70 kg cò mẫu này nữa 119.000. Cò mẫu này nữa 119.000 đồng này chị, mã là 1311. Được không chị ơi? 1311 119.000 đồng được không chị à? Đây, cái đầm này hay để một chút nữa em mặc lại cho chị coi. 1311 119.000 đồng thôi. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm nha. 1324 119.000 đồng chị. 1323 1324 119.000 đồng. 1298 cũng 119.000 đồng luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1301. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1301. Hôm nay em chốt đơn cho cả nhà mình luôn. Với mức giá là 149.000 đồng, chất liệu vải thun Mỹ cả nhà nha. Đầm em mặc cái size lớn á cho nó bị to cả nhà. 55 cho đến 70 kg mặc đẹp nha. 55 tới 70 kg mặc đẹp mẫu này cho em. Đẹp chứ cả nhà, có co giãn luôn ha. Phối nguyên hàng cúc phía trước, nền đen sọc trắng. Nền đen sọc trắng có nền trắng. Ủa, nền trắng sọc đen chứ. Nền trắng sọc đen mã là 1301. Có cái nền đen nữa. Mà cái nền đen hết sẽ lớn rồi. Nền đen chỉ còn size nhỏ thôi. Rồi 1301 dồn lên cho cả nhà mình luôn. 149.000 đồng. 1301 còn 9 cái 7XL và 2 cái 2X. Và chị nào 70 kg là mình phải nhanh tay đặt hàng size 2X liền. Nó còn có 2 cái thôi. Nó còn có 2 cái thôi. Rồi, 55 tới 70 kg cho em, mã sản phẩm là 1301, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1301. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment phía dưới cho em nha, là 1301 với số điện thoại cho em liền. 149.000 đồng, 149.000 đồng cho chị Lê Thương, chị Phạm Thị Bích Ngọc 149.000 đồng luôn. 55 tới 70 kg nha cả nhà nha, 149.000 đồng. 1323 119.000 chị ơi, 1323 119.000 đồng này em báo rồi. Rồi nhanh tay đặt sớm cho em nha. Thêm cái đầm 70kg nữa 119k cho mình luôn để mình săn sale luôn ha. Để mình dồn đơn săn sale luôn. Cái đầm này 149, 55-70kg nha chị Tiền Võ. Đầm này 149 nè, mẫu em đang mặc trên người. 1301 149.000 đồng, 1301 149.000 đồng. Chia sẻ livestream chiếc shop nha, chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai. Màu xanh coban mẫu này chị ơi 129. Màu xanh coban 129. Em chào chị Hoàng Thu nha. Mẫu này không xem hết chị. Là sao ạ? Rồi rồi à, cho em xin số điện thoại nha. Mẫu em đang mặc trên người 1301 149.000 đồng. 149.000 đồng thôi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác nữa ha. Để mặc cho mình xem cái mẫu đầm này 70kg nhưng mà nó đang sale là hở 119k. Nên cho mình coi luôn để mình dễ chọn, mình dễ dùng đơn ha. Đây, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1311. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 111311 nha chị. 1311. 1311 hôm nay sale 119.000 đồng, chất liệu vải von gân cả nhà nha. Đầm này chất liệu vải von gân nha cả nhà. Còn 11 cái nha, trong tầm 40 cho tới 70 kg mặc được. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1311 119.000 đồng. Cổ tim tay ngắn, dáng ngầm rộng rãi thoải mái. Có túi cho mình, hai cái túi ở hai bên. Đầm này em không giới thiệu có túi á. Em không giới thiệu về túi, có nghĩa là nó sẽ không có túi nha cả nhà. Đầm nào em giới thiệu một bên túi thì là nó có một túi. Đầm này em giới thiệu có hai bên túi là nó sẽ có hai túi cả nhà nha. Tùy mẫu nha. Có mẫu không có túi, có mẫu có túi, một túi. Có mẫu có hai túi luôn. Thì em đều giới thiệu trên livestream hết. Cả nhà nghe kỹ giùm em nha. Nhiều chị nghe không kỹ cái mình à. Ôi sao em ơi cái đầm này không có túi. Đó, tại vì thiết kế nó đã là không có rồi. À, em ơi có bị lỗi gì không? Thôi chị thấy có túi à. Mình nghe thật là kỹ cho em. Giá tiền thì rất là rẻ. Đầm nào may túi được, đẹp em mới may. Còn may mà không đẹp thì sẽ không có may. Và cả nhà mình chịu khó cầm túi sách. Rồi, mẫu em đang mặc trên người 1311 119.000 đồng, có túi luôn, đẹp chưa? 119.000 đồng, 40-70kg mặc được. Comment liền nha, mẫu đầm này em đã mặc qua rồi thì không còn sale nữa nha cả nhà. Cố gắng đặt hàng sớm nha, mẫu đang mặc trên người 1311 nè. Chốt đơn cho cả nhà mình luôn 119.000 đồng. 64kg mặc 2X chị ơi. Đầm này 40-70kg mặc được đó chị. Em còn 3 cái M nè, 2 cái XL, lại 6 cái size 2X nè.
40 cho đến 70 kg mặc được, chất liệu vải gân tâm này chị, vải mềm ha, mặc êm thoải mái, dán lòng suông. Một lớp có hai bên túi luôn, trước đơn ngay cho cả nhà mình là 119.000 đồng thôi, 119.000 đồng. Đặt hàng đầm này comment liền phía dưới em tư vấn và chị hàng chờ sai cho các chị mình luôn. 1311 với số điện thoại em tư vấn cho đơn hàng cho cả nhà mình luôn ha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm liền giùm em tư vấn chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Cố gắng đặt hàng sớm nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ôi cái đầm này hôm nay có sale rồi cả nhà. Lên tiếp cái đầm này sale luôn. 1283 chị sale luôn ạ. Rồi tiếp rồi sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một mẫu khác nữa nha. Của bé này nè. Rồi cái này đẹp quá trời luôn, xe uổng ha. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1283 cả nhà nha. Cái đầm này sale xuống mà phải nói hả, tiếc cả nhà ơi, nó rất là đẹp. Cái đầm này trước lại vải tuyết mưa cao cấp nha. Hàng tuyết mưa bên em á là váy mà em may, mẹ may để xuất khẩu đó cả nhà. Các chị mình theo dõi livestream của em là các chị mình đã biết rồi đúng không? Đầm này vải cực xịn luôn. Vải mềm, êm, đẹp, thoải mái, vải dày dặn nha cả nhà ơi. Đó, không hề thua cứng hay khó chịu luôn. Rồi hôm nay sale nha, bất ngờ, giá bất ngờ 159.000 đồng. 159.000 đồng sale giá bất ngờ, đầm vest luôn. Đầm vest sale luôn 159.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1283. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1283. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình comment phía dưới cho em luôn. Là 1283 với số điện thoại. 1283 với số điện thoại, 40 cho tới 55 kg mặc được 159.000 đồng. Để cho cả nhà ơi. Cái đầm này mấy nay đâu có dám xe xuống đâu, tiếc cả nhà, uổng lắm. Tiếc lắm cả nhà, 40 đến 55 kg mặc đẹp. Eo 75 đổ về thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em. Rồi, cổ vest cho mình ha. Mặc đi chơi, đi tiệc, đi làm rất là đẹp luôn. Tay lỡ bo eo dáng xòe là 159k. 159.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1283, 159k. Có phối cho cả nhà mình ba cái cúc kích điệu nè cả nhà ơi. Đẹp chưa? Hôm nay cả nhà mình được săn xe với em luôn. Màu xanh hang cả nhà mình mặc lên. Nhìn trắng nè, gọn dáng nè. Chất liệu vải tuyết mưa, đây là hàng vải xuất khẩu cho nên cứ hoàn toàn yên tâm, vải dày dặn mềm, mặc êm, thoải mái cực kỳ luôn và rất là sang nha. Đó, form dáng đầm nè, may thiết kế cho mình nè, đẹp cho cả nhà ơi. Em chốt đơn cho cả nhà mình luôn, giá là 159.000 đồng. Mình đặt hàng cái mẫu đầm này mình comment phía dưới cho em nha. 1283 với số điện thoại cho em. 1E80 không vừa chị, E75 đổ lại. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm, chị Thanh Huyền có đơn hàng 1283. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1283, 159.000 đồng. Mình đặt hàng cái đầm này của em thì mình comment phía dưới cho em là 1283 với số điện thoại em tư vấn cho hàng giờ sale cả nhà mình luôn nha. 40 cho tới là 55 kg mặc đẹp nha cả nhà ơi. 40 tới 55 kg mặc đẹp cho em luôn. Đẹp xuất sắc luôn, mã sản phẩm 1283 chốt đơn ngay cho cả nhà mình luôn. Với mức giá là 159.000 đồng. Rồi 159.000 đồng mã sản phẩm 1283 nha. Mã sản phẩm 1283 nha cả nhà ơi. Đặt hàng đồng này comment phía dưới cho em 1283 với số điện thoại em tư vấn chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một mẫu khác nữa nha. 1283 em sale rẻ. 1283 em sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Giá chỉ có là 159.000 đồng. 159.000 đồng. Bây giờ chuyển mẫu nha. Rồi em chào chị Hằng Mít luôn. Chia sẻ livestream giúp shop lên từ vào nhóm và để với chế độ công khai shop tư vấn cho cả nhà mình luôn nha. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em làm khác sale luôn 119k. Chị nào chưa chia sẻ livestream tranh thủ nha cả nhà nha. Đây lên cái đầm này luôn, sale luôn 119.000 đồng nha cả nhà. 1301 dùng đơn ok chị luôn. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1324. 1324 119.000 đồng cả nhà nha. 1324 119.000 đồng. 40-55kg mặc được, cổ vét nha cả nhà. Cổ vét tay lỡ nha, sọc caro 119k. 119.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1324 119.000 đồng. Đầm này vải mềm, có co giãn nha cả nhà, co giãn nhẹ ha.
có túi với mình luôn. Khóa kéo phía sau, một bên túi nè có cái nắp đóng lại. Đầm này phong công sở luôn, xả rẻ luôn, 119k. Giá bán cũ là em đã bán 259.000 rồi. Giá bán cũ em bán 259.000 đồng rồi. Hôm nay em sale 119.000 đồng. 119.000 đồng, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1324. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1324 với số điện thoại cho em là được ha. Rồi 1324 với số điện thoại cho em cả nhà ơi. Sale nhanh luôn 119.000 đồng. 119.000 đồng, mẫu đang mặc trên người 1324. Dạ hết rồi chị Nguyễn Thành ơi, còn M với L thôi. À chị thích XL đúng không? XL có mẫu này, có XL nè. XL có mẫu này, có XL nè, sale luôn 119k. 119k, đầm này em có XL này để em mặc cho chị xem. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1324, còn ML nha. 40-55kg, eo tới là eo 75 đổ về, sale luôn 119.000 đồng. Sale luôn 119.000 đồng, XL em còn vài mẫu size XL luôn. Đó, em còn mấy mẫu khác, mấy kiểu khác size XL luôn, 119k luôn. Rồi nhanh tay đặt sớm cho em nha. Chị sỏi đá có đơn hàng luôn, 1324, 119.000 đồng. Đầm này chất liệu vậy của nó là vậy, kaki mềm nha, cả nhà có coi dạng nhẹ nhẹ luôn. Tà váy nè, cái chân váy nè may đuôi tôm. Tà phía trước nó sẽ ngắn hơn tà phía sau, 119.000 đồng. 119.000 đồng, mẫu đang mặc trên người 1324. Bây giờ mình đặt hàng cái đầm này, mình comment phía dưới cho em là 1324 với số điện thoại cho em là được luôn. 1324 với số điện thoại em tư vấn trước đơn hàng luôn. 119.000 đồng, 119.000 đồng cho chị Thư Trần, 119.000 đồng cho chị Mai Nguyễn luôn. Rồi bây giờ em chuyển mẫu nha. Ưng cái mẫu đầm nào comment liền phía dưới cho em nha cả nhà ơi. Em tư vấn và chị hàng chờ size các chị mình luôn. Rồi size XL đúng không? Size XL hôm nay có cái đầm này sale luôn. Cũng 119k. Cũng với 119k. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1323. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1323 size XL. Size XL sale luôn 119.000 đồng như cả nhà, 55-62kg mặc đẹp nha. Đó, phao hiến làm đẹp chưa? Đầm này bữa bán 300.000 nè. Bữa bán 300.000 đồng. Hôm nay còn XL thôi. 55-62kg mặc được, 119.000 đồng nha cả nhà, một lớp. Có hai cái túi khóa kéo phía sau lưng cho mình luôn. Mẫu của em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1323. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1323. Bây giờ chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha, em tư vấn. Đầm sọc đen hả chị? Đầm sọc đen là đầm nào chị ơi? Đầm sọc đen đầm nào? Rồi nhanh tay đặt hàng sớm cho em tư vấn trước đơn hàng cho cả nhà mình luôn nha. Hoa đỏ hả chị? Cái hoa đỏ này hả? Đâu, để xíu để em coi coi giá nhiều, chờ em chút xíu nha. Rồi, tiếp tục em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1323. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1323. Đầm kẻ đen. Đây cái đầm kẻ này nè chị, đầm kẻ này em còn XL nè. Đầm kẻ này còn XL được không? Đầm kẻ này 129-149.000 đồng nè chị. Để em mặc lên cho chị coi nha. Chị em một chút xíu, 149.000 thôi. Rất là rẻ luôn. Chia sẻ lên trên giúp sớm nha cả nhà ơi, nhanh tay đặt sớm em tư vấn nè. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mẫu em đang mặc trên người 1323, mẫu đang mặc trên người 1323, 119.000 nha, 119.000 đồng. Đặt hàng đồng này comment liền phía dưới cho em, 1323, 119.000 đồng, 55 cho đến là 62kg, 55 cho đến 62kg mặt đẹp nha cả nhà ơi. Thiết kế đầm này cổ rắp chéo nha, tay dài cho mình, chị Cẩm Hạnh có đơn hàng, chị Trần Thi có đơn hàng 119k. Rồi thích đầm kẻ đen đúng không, bây giờ em sẽ lên cho mình. Đó, nền đen sọc trắng cũng sale luôn. Bình thường mình mua 179 đúng không? Hôm nay sale còn có 149.000 đồng thôi. Từ từ nha, chờ em xíu để em mặc lên báo mã cho mình. Chứ các chị mình comment, à lấy cho chị cái đầm sọc có số điện thoại là không được chút đơn nha. Phải có mã số mới được. Rồi đây cái đầm này 40-65kg luôn nha cả nhà ơi. Coi dạng tốt nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1291. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1291 sang nhanh 149.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Mỹ có đơn hàng ạ. Dạ giờ chị, em thấy chị mà chị ơi, em thấy chị mà. Rồi có câu hỏi gì muốn hỏi em không? Comment phía dưới cho em luôn nè. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1291. Đầm này em còn 1M với lại 11 cái XL nha. 1M với lại 11 cái XL. 40kg đến 65kg có đơn hàng cho em luôn. Tại vì cái đầm này á là co giãn nhiều cho nên cả nhà mình có thể giảm size. Chị nào mặc L thì mình có thể lấy size M.
Chị nào mặc 2X thì có thể lấy size XL mà cũng vừa. Đầm này 40 cho đến 65kg mặc đẹp cho em nha. Mẫu đang mặc trên người. Mã sản phẩm là 1291. Em chốt đơn cho cả nhà mình luôn 149.000 đồng thôi. 149.000 đồng, 40-65kg mặc được ha. Đầm này hồi em còn đủ size là tới 70kg lận á. Nhưng mà hiện tại thì em bị lẻ size rồi. Em chỉ còn size M một cái, với lại còn size XL 40-65kg mặc được. Chất thun Mỹ rất là đã, co dạng 4 chiều nha. 1291 chị Văn Võ luôn, 149.000 đồng. Rồi 149.000 đồng cái em này luôn. Nhanh tay đặt sớm 1291 với số điện thoại cho em. 1291 với số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Nền đen sọc trắng nè, mặc lên rất là trắng da. Với lại cái sọc này em may cho mình theo cái chiều dọc đứng á, cả nhà mình mặc lên nhìn cái dáng của mình rất là gọn luôn ha. Mẫu đầm này đơn giản dễ mặc, trắng da nè, gọn dáng của mình, co giãn luôn nè, mặc rất là thoải mái. 149.000 đồng giấy xe xả hàng cho cả nhà mình luôn. Bây giờ em sẽ chuyển thêm đây các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Đặt hàng đầm này comment giúp em 1291. Em còn size M với lại size XL. M với XL sale nhanh luôn. 149.000 đồng, 149.000 đồng. Xanh coban này đúng không chị ơi? Xanh coban bên em có một màu này thôi nha. Mà em đang sale rất là rẻ luôn. Em báo giá một cái là chị hết hồn luôn á chị. Chia sẻ livestream giúp em nha cả nhà ơi. Nhanh tay đặt sớm 1291, 149.000 đồng ạ. Dạ cái mẫu đầm này là 1291 á chị. Mình không có comment là nền đen sọc trắng được, mà mình phải comment cái mã 1291 với số điện thoại cho em. Có 149.000 đồng thôi. Comment mã giùm em chị ơi, 149.000 đồng. Và khi đặt hàng thì mình chia sẻ livestream cho em. Shop khác người ta bắt các chị mình chia sẻ 10 lần, 20 lần, 30 lần lận. Cả nhà mình coi livestream nhiều các chị mình biết rồi đó. Chia sẻ phải mà hàng chục trở lên. Bên shop em yêu cầu có 3 lần thôi. Cả nhà mình hở tranh thủ chia sẻ giùm em nha cả nhà ơi. Không chia sẻ các bạn không chốt đơn được, rất là uổng nha. Đó, các bạn không có chốt đơn cho mình rất là uổng. Tại vì đầm này giá vốn em nhập về đã cao rồi. Nhiều chị nào, chị khách nào lấy sỉ bên em biết á. Không biết trong đây có chị nào lấy sỉ đang xem không? Các chị mình hả? Mà mua giá sỉ xong, các chị mình chỉ muốn quay lại đây. Đặt giá lẻ đi, cho nó làm. Đặt giá lẻ nó còn rẻ hơn cả giá sỉ nữa. Mẫu em đang mặc trên người 1306. Cái đầm này hôm nay sale rẻ muốn chết luôn. Dài dài thôi, chất liệu vải đẹp cho mình luôn. Rồi, màu sắc hoa văn đa dạng luôn, kiểu dáng nè, quá trời luôn. Mẫu em đang mặc trên người 40-65kg, 129.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1306. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1306, 2 lớp, kèm 2 túi, khóa kéo phía sau, sale luôn. 129.000 đồng cả nhà nha, 129.000 đồng. Rồi bây giờ đặt hàng đầm này comment phía dưới cho em luôn là 1306 với số điện thoại. Đầm này còn 3 size ML với lại 2X. Đó, ML với lại 2X. Sale nhanh nha cả nhà ơi. Sale nhanh nha cả nhà mình luôn. 129.000 đồng, 129.000 đồng. 40kg cho đến 65kg cả đơn hàng. Chị khách nào chưa có mẫu đầm này đặt sớm đi dùm em. Cổ tròn phối với cả nhà mình nút nè, nút đánh đá, ngọc trai nè, tay ngắn, ba eo dán xòe cho mình luôn. Một lớp kèm thêm cho mình hai cái túi ở hai bên, khóa kéo nằm đằng sau lưng nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1306. Mẫu đang mặc trên người 1306. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình để lại comment ngay trên livestream giúp em. Em tư vấn chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn, số lượng có hạn cả nhà nha. 1306 sale nhanh 129.000 đồng. Chị Lý đang có đơn hàng 1306 nè. Chị Yến Mùi có đơn hàng 1306 luôn. 129.000, 129.000 đồng. Chất liệu vải von, hàng siêu đẹp, mềm, mặc rất là mát, mặc cực kỳ mát luôn. Hai lớp, hai túi, khóa khẽ phía sau. Một cái em đầm may rất là kỹ lưỡng, xịn sò, dài dài cho mình luôn. Mà có 129.000 đồng thôi. Chị Ngọc Lan nè. Rồi chưa chia sẻ, chị Ngọc Nga chia sẻ rồi, ok. 129.000 đồng, 129.000 đồng nha cả nhà. 40kg cho đến 65kg cả đơn hàng. Em còn cho mình 3 size M, L và 2X. Chị nào mà XL đổi cho em size 2X chị ơi. Chị Trang Đinh ơi, chị mặc XL chị đổi sang size 2X cho em nha chị nha. Tại vì cái đầm này em không có còn may về nữa. Em sale 129.000 đồng, giá rất là rẻ và lỗ vốn luôn á. Em sale chị rất là rẻ luôn. Và không có XL, em nói thiệt, đầm này bữa giờ em XL em không còn sót kho luôn. Chị lấy 2X về nhà bóp nhẹ cái phần eo lại là chị mặc vừa rồi. Đầm này 40-65kg nha. Được cái đầm được 3 size mà tới 65kg là rất là ok luôn. Thường mấy mẫu khác toàn là size nhỏ hoặc là size to nhất thôi. Đầm này gần như là đủ 40-65kg. Rồi, em thay thêm cho mình mẫu đầm này nha, sale luôn.
Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người nè, 139k. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1320. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1320 nha cả nhà nha. Rồi, chị nào chưa có cái mẫu đồng này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. 1320 40 tới 60 kg mặc được. 1320 40 tới 60 kg mặc được nha cả nhà nha. Xuất sắc luôn, hàng này chất liệu vải lụa mango. Hàng này chất liệu vải lụa mango nha, cổ tròn nè. Tay lỡ cho mình 3 eo. Dáng thầm này dáng nằm body đuôi cá 40 tới 60 kg 139.000 đồng. 139.000 đồng, mã sản phẩm là 1320. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đồng này của em thì mình comment phía dưới cho em là 1320 với số điện thoại cho em là được ha. 1320 còn 3 size, size M một cái, size L hết hàng, XL còn 2 cái và 2X thì còn 11 cái. Đồng này phong nhỏ cho nên các chị mình phải trường hao tận 1 size lận. Bình thường chị nào mặc size M lấy size L, mặc size L lấy XL, mặc XL thì lấy 2X. 40 tới 60 kg mình sẽ mặc được cái mẫu đầm này nha. 139.000 đồng, 139.000 đồng, dáng đầm body đuôi cá nha cả nhà. 139.000 đồng luôn, cổ tròn này có phối với cả nhà mình nút hình hoa đính đá luôn. 139k 40 tới 60 kg nha cả nhà ơi. Đặt hàng đầm này comment liền phía dưới cho em là 1320 kèm số điện thoại liền. Rồi 1320 kèm số điện thoại liền mấy em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Chị Nguyễn Huyền, ok chị mình ạ. 1291 nền đen sọc trắng đúng rồi chị. 1291 nền đen sọc trắng đúng rồi chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1320 này chị ơi. Rất là đẹp luôn nha. Mẫu đồng này chị mua rồi, đồng này cũng đẹp. Em cảm ơn chị Trần Du rất là nhiều ạ. Rồi đồng này em chốt đơn cho cả nhà mình luôn. 139.000 đồng nha cả nhà nha. Bữa em bán giá cao lắm á cả nhà. Hôm nay chốt giá rẻ mình luôn á, 139k giá xả hàng luôn. Chia sẻ livestream giúp shop lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai shop tư vấn nha. Rồi. Bây giờ em chuyển thêm cho mình mẫu khác. Mẫu đồng này hôm nay có sale nè. 1320 sale 139k. 1320 hôm nay sale luôn 139k. Đặt hàng mẫu đồng này comment liền phía dưới cho em là 1320 và kèm với số điện thoại liền bên em tư vấn chốt đơn hàng nha cả nhà ơi. 1320 với số điện thoại cho em đặt liền luôn cả nhà nè. Chị Quỳnh Nguyễn có đơn hàng 139k luôn. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu đồng khác. Hôm nay cả nhà thấy không? Đầu like tới giờ em toàn lên là 119, 139, 149, 159 thôi, 129 thôi. Chị nào vô sau mình comment phía dưới thì em mặc lại cho mình xem một lô đồng đó nha. Đó, chị nào vô sau mình comment phía dưới nha để em mặc cho mình xem lại một lô đồng 119k cho mình dễ chọn hơn. Rồi tiếp tục nha, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1303. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1303 như cả nhà. Chất liệu vải Atashi kim tuyến ánh nhũ 40 cho đến 67 kg mặc được nha. 40 tới 65 67 kg mặc được cho em luôn. Cổ tròn, tay lỡ 3 eo nè. Dáng nằm ôm suông mã sản phẩm 1303. Rồi 40 đến 65 kg có đơn hàng nha cả nhà ơi. 1303. Chị nào chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1303 với số điện thoại 159.000 đồng thôi. Cái đồng này 159.000 đồng thôi cả nhà nha. Mẫu đang mặc trên người 1303, có chị nào mới vô không? Nãy giờ em mặc vừa qua rất là nhiều mẫu mà 119k rất là nhiều luôn á. Đó, có chị nào mới vô mình comment phía dưới mặc lại cho mình coi nha. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1303. 1303 là mẫu đang mặc 40 cho đến 65kg có đơn hàng, có co giãn 4 chiều luôn. Form giấy hồng đơn giản dễ mặc và rất là sang nha cả nhà ơi. Vải ngày Atashi kim tuyến ánh nhũ thì đợt sau hết Atashi rồi. Về đợt này đợt cuối. Về Atashi đợt này là đợt cuối cùng cho mình luôn. Atashi kim tuyến ánh nhũ 159.000 đồng, 40 đến 65kg có đơn hàng cả nhà nha. Đơn giản dễ mặc cho mình luôn, có co giãn khóa kéo phía sau lưng cho mình luôn ha. Dáng nằm ôm suông nha cả nhà ơi. Dáng nằm ôm suông này rất là đẹp và sang. Màu đen này cả nhà mình mặc lên rất là gọn dáng nha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1323. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 132. Ủa 1303 chứ, đầm đang mặc cho người mã sản phẩm 1303. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm cho em là 1303 với số điện thoại 1303 với số điện thoại
59.000 đồng nha cả nhà nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì giúp em tư vấn chút đơn hàng cho cả nhà mình luôn ạ. 1303 159.000 đồng, 1303 159.000 đồng. Bây giờ em sẽ lên tiếp mẫu khác nha, còn sale nữa cho mình luôn. Chị Bi Hương có đơn hàng nha. Chị Ngọc Nga 49kg mình mặc size M cho em là vừa luôn á chị. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1303 159k cả nhà nha. Thích mẫu đồng này comment liền phía dưới cho em tư vấn và chị hàng chị size cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại em tư vấn lên đơn cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi đây lên tiếp cho mình đồng khác sale luôn 139k. Đồng này ngày hôm nay sale luôn cho cả nhà mình luôn, 139.000 đồng. Mẫu em đang mặc, em chào chị Minh Nguyễn nha. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1300. 1300 là mẫu đang mặc trên người, 139k cả nhà nha. Để em coi hôm nay còn sót thêm size gì không. Rồi còn 2X thôi, 2X 58-65kg, 2X 58-65kg mặc được nha cả nhà, 139.000 đồng. 139.000 đồng, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1300. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1300. Chị nào chưa có đầm này của em đặt hàng sớm nha em luôn, là 1300 và kèm với số điện thoại liền. Bên em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1300 cả nhà ơi. Cổ sơ mi nè, tay lỡ nè, đó chất liệu vải lụa mango co giãn nè, một lớp nè, hai túi khóa kéo phía sau, 139.000 đồng. 139.000 đồng, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1300. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1300. Rồi bây giờ chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm cho em tư vấn chốt đơn hàng. 1300 139.000 đồng nha cả nhà, 1300 139.000 đồng. Đặt hàng đầm này comment phía dưới cho shop nha cả nhà ơi. Đầm em đã xem. Đặt hàng đầm nào comment phía dưới cho em nha cả nhà ơi. 1300 139.000 đồng, chất liệu vải lụa mango co giãn nè, họa tiết lạ mắt nè, 58-65kg, còn 2X nha, 58-65kg, còn 2XL thôi. 2XL, cổ sơ mi nè, đầm này buổi trước bán 300.000 đồng, hôm nay sale luôn 139k nha cả nhà. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm luôn, 58kg mặc vừa đó chị, 58-65kg đó chị ơi, 58-65kg, eo thì từ 80-86, tầm đó. Nếu như chị nào eo dưới 80 thì mình về nhà bắt eo một chút xíu, eo tầm 78 thì mình sẽ mặc được á. Bóp eo được, còn em tầm 75 thì bóp không được đâu. Em tầm 75 bóp nhiều lắm, bóp không được đâu chị. Rồi, 1300 139k nha. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình xem một cái em nằm khác nữa. Ông ý thằng nào của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn và chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Hôm nay là ngày 6 rồi chị Lan à. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình xem một. Ủa, chị Lan. Rồi tiếp tục cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người 1261. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1261 cả nhà nha. Sale luôn 119.000 đồng luôn, 57kg đổ về cho em co giãn nè. Trời đất ơi, co giãn rất là tốt. Cổ tròn tay lỡ nha, dáng đồng phong du động lại thoải mái nha. Rồi 119k sale luôn cả nhà ơi. Chia sẻ livestream đặt hàng sớm 1261. 1261, hàng này hàng thun Mỹ, dáng đầm phong su rộng lại thoải mái. Và nó thích ơn về nhà bắt eo chút xíu cho em nha. Tại vì đầm này thì đầm này em may phom su rộng. Đầm này em may phom su rộng. Em vẫn có may những cái đầm ôm, body, siết eo. Đó, có rất là nhiều đầm xòe, maxi, nhiều lắm luôn. Rồi, còn cái đầm này em may suông rộng. Đó, đầm này 40-57kg mặc được, sale luôn 119.000 đồng, 119.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1261. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn nha. Là 1261 với số điện thoại em tư vấn chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn. 1261 kèm số điện thoại cho em tư vấn chưa hàng chưa sale cả nhà mình luôn ha. Chỉ có giá tiền là 119.000 đồng thôi. Ngon quá. Chỉ có giá tiền là 119.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. Chất liệu vải thun Mỹ cao cấp co giãn 4 chiều. Chất thun Mỹ cao cấp co giãn 4 chiều nè cả nhà. Đó, phối cho mình chấm bi. Chấm bi chuyển đổi từ nhỏ cho tới to nè. Dễ thương nha cả nhà ơi. Cổ tròn hai tay lỡ cho mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1261. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm nha. Thun Mỹ co giãn 4 chiều nha cả nhà ơi. 1261 119.000 đồng. Đó, 119.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1261. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm đi giùm em. Em tư vấn và chị hàng chờ sai
các chị mình luôn nè. Số lượng còn ít cả nhà nha, nhanh tay đặt hàng sớm sớm liền, em tư vấn chút đơn hàng cho mình luôn. 1261 40 tới 57 ký mặc được 119.000 đồng cả nhà nha, 119.000 đồng thôi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đồng khác nữa, lấy màu nào sáng sáng chút xíu, nãy giờ là màu tới tối mà. À, cái đầm này màu sáng nè, sale luôn. Đầm này màu sáng sale luôn, tới 6-7 ký mặc ok thoải mái luôn á. Rồi, co giãn nha cả nhà nha, 40-57 ký mặc được nha cả nhà, 40-57 ký mặc được ha. Đặt hàng comment liền phía dưới em tư vấn trước tên hàng cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em tư vấn lên đơn cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi đây, thay thêm đây các chị mình cùng xem một cái em nằm khác. Tiếp tục nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1321. Tiếp tục cả nhà nha, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1321 sale luôn, 159.000 đồng. Chị coi đầm treo trên tường màu cà phê DFR. Ok chị Lê Thị Lộc nha, sau mẫu đầm này em mặc cho chị xem cái mẫu đầm đó nha. Sau mẫu đầm này để em mặc cho chị xem mẫu đầm đó nha chị. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1321 nha. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1321, chốt đơn luôn. 159.000 đồng, 40-67 ký cỡ đơn hàng, eo tối đa eo 88 đổ về cho em. Chất liệu vải lây dông cao cấp, co giãn 4 chiều, có xoắn ngay cái phần eo nè, dễ thương cho cả nhà ơi. Đó, có hoa hồng cam đó nè, xinh cực kỳ luôn á. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1321. Đầm này hai màu lận, 40-67 ký, 159.000 đồng. 159.000 đồng thôi cả nhà nha. Mẫu em đang mặc cho người, mã sản phẩm 1321. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm liền. Bên em tư vấn và chị hàng chữa size cả nhà mình ha. 159.000 đồng, 159.000 đồng luôn. Rồi chị Trâm Vũ dồn đơn 1321 nè. Dồn đơn hàng 600k em miễn phí giao hàng toàn quốc nha cả nhà. Rồi 1321 đầm này có hai màu luôn. Còn một màu nữa đâu có tiền. Đây, hai màu luôn. 1321 là màu vàng, 1321 là màu vàng, 1322 là màu nâu. 1321 là màu vàng, 1322 màu nâu. Chất liệu vải lây dông cao cấp, co giãn 4 chiều nha cả nhà ơi. 159.000 đồng, 159.000 đồng nha cả nhà. Co giãn nè, 40-67 ký cỡ đơn. Chị khách nào bây giờ từ 40-67 ký thì mình đặt hàng sớm cho em. Nền vàng hoa cam là 1321. Nền vàng hoa cam là 1321. Còn nền nâu hoa cam là 1322, đồng giá 159.000 đồng, 40-67 ký cỡ đơn hàng cả nhà nha. Bây giờ chị khách nào từ 40-67 ký cứ việc comment cho em. Em cao 1m65, đầm này dài lưng chừng nè, ngang bắp chân như mình nè. Cái đầm trên tường cái màu kem đó đúng không? Đó, cái màu đó thì đây, nó nằm ở đây. À, rất là đẹp luôn. Hôm nay cũng có sale nha, đầm này có hai màu cho mình dễ chọn. Đầm này cũng có hai màu cho cả nhà mình dễ dàng chọn lựa luôn. Thích màu nào comment liền phía dưới em tư vấn lên đơn nha. Em chào chị Thảo Thảo luôn. Rồi 1321 là mẫu đang mặc nha cả nhà. 1321 là mẫu đang mặc nha. Đặt hàng comment phía dưới cho shop 1321 với số điện thoại 159k. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Em đã lên thêm 2 ký rồi. Chị thấy em có mập dữ không? Tại sao trong Tết không lên mà qua Tết em lại lên ký nhiều á. Rồi tiếp tục nha cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1365. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1365 cả nhà nha. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm nha em. Em tư vấn lên đơn cho cả nhà mình luôn. 1365 với số điện thoại cho em. Cổ vét nha cả nhà, cổ vét nè, tay dài, bao eo nha, dáng thầm xè nè. Đó, có khóa kéo phía sau, kèm theo cho mình nguyên hàng cúc phía trước. Đầm này mình phối thắt eo cũng được, mình không phối cũng được nha cả nhà. Phối cũng được, không phối cũng được. Tại vì cái form của nó đã điệp sẵn rồi. Đó. Rồi, 1365 là mẫu đang mặc. Hai màu lận nha. Còn màu hồng nữa. Màu hồng là 1366. 1365 là màu kem. Còn màu hồng là 1366, đồng giá cho cả nhà mình luôn. 219.000 đồng, phải không ta? 219.000 đồng cả nhà nha. Chia sẻ like trên shop, lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai em tư vấn cho hàng về size cả nhà mình luôn. 1365. 1365 là màu này, màu da. 1365 là màu da, còn 1366 là màu hồng phấn nha cả nhà nha. Đẹp cực kỳ cho cả nhà mình luôn. Form giấy nằm công sở nha cả nhà ơi. Đây cổ vest nè, tay dài cho mình luôn.
đó, rất là đẹp cho mình. Chất liệu vải cô tông lạnh nha cả nhà, vải mềm nè, mướt nè, mặt mát nha, mềm em thoải mái, kèm thêm cái sợi dây, đây là sợi dây rời, cả nhà mình thích thắt thì mình thắt lại như em đó, còn không thích thắt thì thôi mình tháo rồi ra vẫn được, tại vì form miếng nào mình đã may chuẩn rồi nha đó. Bình thường thì em mặc size M nó sẽ hơi rộng hơn so với em một chút xíu nha, cái đầu này cũng vậy. Các chị mình mà hở tròn hay một chút đó, các chị mình mặc sẽ đẹp hơn em nhiều luôn. Đầm này 40-65kg mặc vừa nha, eo thì tới 84 thôi. Đầm này phong hơi nhỏ nha cả nhà, eo tới 84 là được rồi. 219.000 đồng, 40-65kg, eo 84 độ lại cho em nha. Chất liệu vải cô tông lạnh nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Màu nào mặc nó cũng trắng cũng sang hết. Và hai cái mẫu đầm này cả nhà mình mặc hở đi công sở, đi làm công sở là đúng bài luôn. 219k cả nhà nha, chia sẻ livestream đặt hàng ngay giúp shop em tư vấn chữa hàng chữa size. 1365 là màu da, 1365 màu da, 1366 là màu hồng phấn nha em nha. 1365 là màu da, 1366 là màu hồng phấn. Đặt hàng mẫu đầm nào comment liền phía dưới, em tư vấn và chữa hàng chữa size cho cả nhà mình luôn ha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại em tư vấn chốt đơn cho cả nhà mình luôn. Rồi, 1365 là màu da, 1366 màu hồng phấn nha em, chị Thu Hảo có đơn hàng luôn. Chia sẻ livestream giúp shop em tư vấn và chữa hàng chữa size cho cả nhà mình luôn ạ. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được ha. Rồi nhanh tay lên cả nhà ơi, xem nhanh luôn 219k. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình mẫu khác nha. Chị nghĩ sao? Hôm qua em đang ra trưa cũng nhiều hơn giờ. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một mẫu khác nữa nha. Chia sẻ livestream giúp shop cả nhà nha. Đây, cái đầm này lên màu này đi, cho tươi tươi chút xíu. Này là quá tươi luôn, tươi rối luôn cả nhà ha. 62kg, ngực 102, không vừa rồi chị. Không vừa đâu. Phải mà cái đầm mà hở cổ rất chéo. À, eo 90. Không vừa luôn chị ơi. Cái đầm nó phong nhỏ lắm. Mấy cái đầm mà phong công sở nó kiểu size nó bị nhỏ lắm chị. Với lại á, ngực 100 mấy á, mình nên chọn những cái mẫu cổ đắp chéo. Nhiều khi về em về đầm cổ đắp chéo, mấy chị nói à, sao em cứ về đầm cổ đắp chéo làm gì, à, về cổ tim, cổ tròn đồ là được rồi đó. Nhưng mà nhiều chị mà mình ngực khủng á, em về cổ đắp chéo mấy chị thích lắm đó. Rồi, rất hợp lý, mình thấy có mẫu tay nhỏ. Rồi, có mẫu về hả chị mùa đông. Rồi, ok chị luôn. Bên em cũng đang khắc phục đó chị. Tại vì á, những cái mẫu đầm mà cổ bị sâu á, là lần đầu tiên em may cái form đó về. Và tới đợt thứ hai á, sẽ cải thiện hơn cho mình. Tại vì lần đầu tiên về cái form, cái kiểu mẫu như vậy, cho nên là chưa có đo được chính xác lắm. Đó, về lần thứ hai, nếu như có về lần thứ hai thì sẽ ok hơn, đẹp hơn. Rồi, tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người 1329. Đầm em đang mặc trên người 1329 nha. Rồi, cũng cảm ơn chị luôn nha. Nhờ các chị mình comment như vậy mà bên em hả khắc phục được nhanh chóng nè, đợt sau về đảm bảo đẹp cho mình luôn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người 1329 nha. Cổ này ok nè đúng không? Mấy cái cổ tròn, cổ tim mà bên em may là quá đẹp luôn rồi. Đầm này chốt đơn nha cả nhà, 199.000 đồng ha. 4 size MLXL với lại 2XL. MLXL với lại 2XL trong tầm khoảng từ 40kg-65kg có đơn hàng nha. Rất là đẹp luôn. 199.000 đồng đủ size cả nhà nha. Chất liệu vải lụa mango có co giãn cổ tim như mình, phối với cả nhà mình lúc nè. Đó, đẹp chưa cả nhà ơi. Đó, màu cam. Một lớp, hai túi, khóa kéo phía sau, có màu thôi, 199.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1329. Ủa, cái 1339 có xem không ta? Xanh lá đó. Không. Cái đó đẹp mà đúng không? Cái đó quá đẹp rồi. Rồi, chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em là 1334 là gì? À, 1334 này có sale rồi đúng không? Rồi, mẫu em đang mặc trên người 1329 nha. Đầm đang mặc trên người 1329. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm cho em luôn, 1329 với số điện thoại cho em. 199.000 đồng, 199.000 đồng. Cái này màu xanh của nó chạy ghê. Xanh nó đẹp. Không biết còn nữa, lấy về cho mẹ cái. Rồi, mẫu em đang mặc trên người 1329 cả nhà nha, 199.000 đồng. Đặt hàng đầm này comment liền phía dưới, em tư vấn chút đơn hàng cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được luôn. Mẹ em kiểu có xe mới là mừng lắm. Mua được phải. Ừ. Đi, bữa giờ đi xe bình thường. Tết mua hả? Tết mua. À, bữa đi.
đi xe số. Xe số chiếc RSX đen đỏ đẹp á. Mà tại khoái ta ra. Rồi 1337 còn L với XL không vậy? 1337 là làm a. À, 1337. Rồi, còn hàng đó chị ơi, còn hàng với chị Nguyễn Thanh nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1334. Đó, hôm nay sale luôn 239.000 đồng. Rồi, ủa, 200 mấy chị đây? 24 hay 23 quên mất. Rồi, chị nào chưa có cái mẫu đồng này của em đặt hàng sớm nha, em tư vấn cho hàng luôn. 239.000 đồng luôn, chợ rẻ cả nhà ơi. Hôm qua 259 đó, hôm nay sale cho mình. Sale xuống cho mình còn 239k thôi, rất là rẻ luôn. Cổ tròn nha, tay ngắn nè, bao eo nè, dính hông chữ A đuôi cá lắp chép. Nhà, nhà kiểu mẹ em thích xe tay ga á. Mẹ hả? Ừ, em gửi ra. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm cho em tư vấn trước đơn hàng cho cả nhà mình nha. 1334 với số điện thoại cho em tư vấn cho hàng. Tại cũng lâu em không về nhà đó, Tết còn không về tội nghiệp. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1334, chị nào chưa có đồng này đặt sớm nha. Cổ tròn, tay ngắn nè, bao eo nè, dán đồng chữ A đuôi cá lắp chéo nè cả nhà ơi, dễ thương ha. Chốt đơn luôn 239.000 đồng. Màu thì mặc rất là trắng và hấp thụ cực kỳ tốt. Cả nhà mình mặc cái mẫu đồng này nè, siêu đẹp cho mình luôn á. Đầm chữ A đôi cá đắp chéo nha, có túi luôn. Thường mà mấy cái đầm chữ A này không có may túi đâu cả nhà. Không may túi đâu, thường những cái đầm chữ A này nè. Đó, không có may túi, mình cái đầm này thì có hai cái túi cho mình luôn. Để cho mình về nhà mặc thử coi sao. Tại vì thường á những cái đầm suông hay đầm chữ A mà may túi á, nó sẽ hơi hở ngay phần túi này. Nó hơi hở một chút ngay đây, nhưng mà cái này hoa nhỏ thì cũng không tới nổi nào đúng không? Đó, hoa nhỏ nhỏ nhí 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 thì cũng không có tới nổi. Đó, với lại cái gam màu này cũng ok nè. Đó, thường là mấy cái đầm suông mà may túi rồi nó sẽ không có đẹp, cho nên là bên em sẽ không may túi. Với dán đầm xòe thì sẽ túi nhiều hơn. Đầm này phong của nó cũng hơi ôm nha cả nhà nha. Eo thì tối đa tầm 84 83 84 độ lại, nhớ trường hao để mình đặt hàng với những cái em đầm chữ A như vậy. Chị Hồ Thủy có đơn hàng nha, sale nhanh 239.000 đồng. Đầm nào cũng qua gói em hết, mình cứ yên tâm đặt hàng nha. Còn thích mặt ngắn thì mình về nhà lên like được hết luôn. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha. 57kg được chị ơi, đầm này 40-65kg. Hàng này chất liệu vải lụa mango chị yêu nha, vải lụa mango nha. Mặc xem 1337 nha em. 1337 rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là da 1334 kệ nhà nha. 1334 239.000 đồng. 239.000 đồng. Chị nào chưa có cái mẫu đồng này đặt hàng sớm thì giúp em tư vấn chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Số lượng có hạn cả nhà nha, nhanh tay đặt hàng sớm thì em tư vấn trước đơn hàng luôn. Rồi đây em sẽ thay thêm cho mình xem một cái em đầm khác. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1337, cả nhà mình chờ em một chút xíu nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1337, 1337 nha, em chào chị Vi Nguyễn. 1337, đầm này thiết kế cổ hơi bầu một chút xíu, tay lỡ cho mình. Dán đầm phong xòe một lớp kèm hai túi nha, khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1337. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1337, chị nào chưa có đầm này đặt sớm cho em luôn. Một lớp kèm hai túi khóa kéo phía sau này cả nhà ơi. Xem mẫu này không ta? 1337 cả nhà nha, 1337. 259.000 đồng nha. Chị nào chưa có cái đầm này thì mình đặt hàng sớm liền, em tư vấn chốt đơn hàng luôn. 1337 259.000 đồng, 40-65kg có đơn hàng nha cả nhà. Cổ tròn ha, tay ngắn nè, có phối với mình hoa hồng luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1337 nha cả nhà. 259.000 đồng, 40-65kg có đơn hàng, có co giãn nhẹ nha. Em chào chị Mỹ Duyên ạ. Chị Phạm Hương có đơn hàng luôn. 1337 sale nhanh 259.000 đồng. 1337 em sale nhanh 259.000 đồng, lụa mango nha cả nhà. Vải mềm nè, mặc em thoải mái nè. Cổ này thì nó hơi vuông nè, ngay cái góc thì hơi bầu một chút xíu nha. Đó, cổ vuông nè, góc này em may cho mình bầu bầu một chút. Đợt trước về cho mình cổ vuông thì các chị mình cũng không thích lắm, cho nên đợt này em về nè, cổ vuông này nó sẽ sang hơn.
đó, bầu ngay góc cho mình nha, tay lỡ cho mình, nền đen có phối cho cả nhà mình hoa nè, hoa màu vàng vàng nâu nâu ha. Chốt đơn cho cả nhà mình luôn 259.000 đồng, đủ size nha cả nhà, size ML, XL với lại 2X luôn, từ 40kg đến 65kg có lân hàng, eo tối đa thì eo 85-86 đổ về thì mình sẽ mặc đẹp. Đầm này có co giãn nhẹ cho nên là eo được tới 85-86. Còn cái mẫu đầm nào mà cả nhà mình để ý á, là nó không có co giãn á, eo 84-83 thôi, chứ nếu như mà canh đúng chuẩn eo 85 á là mặt sẽ bị chật đó nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái đầm khác nữa. Ơn mẫu đầm nào đặt sớm em tư vấn trước tên hàng nha cả nhà ơi. Tiếp tục em chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác lên cho mình cái đầm này đi. Đây đó, thêm một cái em đầm này. Đầm này qua đây bán chạy nè. Đầm này bán chạy từ hồi mà đợt trước Tết tới giờ luôn á cả nhà. May về cho mình liên tục tới bây giờ luôn. Mà cái form nó hơi nhỏ uổng ha cả nhà ơi. Cái đầm này form hơi bị nhỏ uổng quá trời. Đầm ren với mày mốt á, đầm ren phải may cái size bự bự một chút xíu. Mấy chị khách bên em như chị 67-68kg khoái đầm ren lắm luôn, mà đầm ren lâu lâu mới về. Đợt sau đâu có về ren nữa đâu cả nhà. Đợt này hả, đợt này có được có hai mẫu ren, một là ren xòe màu đen, còn hai là ren body màu đỏ thôi. Rồi, cố gắng đặt hàng sớm để dùng em tư vấn trước đơn hàng nha cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1344. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1344 nha cả nhà. Chị nào chưa có đầm này của em đặt hàng sớm nha em. Hai lớp kèm hai túi, hóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1344 nha. Rồi bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền. Em tư vấn trước đơn hàng luôn 259.000 đồng nha cả nhà. Chất liệu vải ren nha, ren hoa màu đen. Ren hoa màu đen. Ren hoa y chang rồi nha, cả nhà mình nhìn kỹ giùm em. Cái đầm này nè. Có một số chị em mặc kỹ trên livestream em đứng gần vậy luôn, vậy mà về nhà mình lại không nhận hàng với cái lý do là không giống mẫu. Em đứng gần sát rạc luôn này cả nhà. Nền đen nè, cả nhà mình thấy không? Lưới nè, hoa nè. Đó, rất là đẹp luôn, y chang luôn. Rồi, eo thì sẽ có phối nhung kim tuyến nha cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc, cái đầm này đó đâu có cầu kỳ gì đâu mà. Mà không giống, rất là giống luôn. Đó, xuất sắc nha. Đầm này nó sẽ form nó bị nhỏ. Form nó bị nhỏ nha, ngực chắc tầm 90 độ lại thôi, ngực chín mấy là không có vừa rồi nha cả nhà. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1344 xem nhanh luôn. Chỉ có giá tiền là 259.000 đồng. Eo tối đa eo tầm 83 độ lại, ngực thì tầm 90 độ lại cho em nha. Rất là đẹp luôn, màu đen thì mặc lên dễ mặc nè. Gạo dáng nè, trắng da nè ha. Đó, form dáng đầm này thì đơn giản dễ mặc cho mình. Đầm đen này không có co giãn cho nên ngực 90, eo tầm 83 độ lại. Đó, chốt đơn cho cả nhà mình luôn, chỉ cần có giá tiền 259.000 đồng nha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em, mã là 1344 kèm số điện thoại. Mẫu đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1344 kèm số điện thoại liền. Bên em tư vấn lên đơn. Và đầm này có một màu chị ơi, nếu như mà chị thích một cái mẫu ren màu khác á thì em gói cho mình ren này đi, ren màu đỏ. Ren màu đỏ hôm nay em có sale á chị. Ren màu đỏ bình thường 300 đúng không? Hôm nay có sale á. Rồi để em mặc thử cho mình ren màu đỏ. Ren màu đỏ này dán body. Còn em đang mặc trên người là dáng xòe nha. Mẫu em đang mặc trên người 1344. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1344. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm cho em. Chị Mỹ Huyền có đơn hàng luôn 1344 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. 259.000 đồng thôi. U mê quá ha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác nữa. Ơn đầm nào đặt hàng sớm thì dùng em nha cả nhà ơi. Em tư vấn và chị hàng vừa sai cho các chị mình luôn ạ. Rồi đây, thay mẫu. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1348 cả nhà nha. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1348. Đầm này đang có cho cả nhà mình là đầy đủ 4 size ML, XL với là 2XL. Đầm ren đỏ ha, body ren đỏ nè, tay dài nè. Phối cho cả nhà mình nguyên hàng cúc phía trước. Đó, cúc đính ngọc trai. Bo eo. Dáng nằm mà body đuôi cá dễ thương ha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người 1348. Hôm nay sale rẻ lắm nè, 249.000 đồng thôi. 249.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1348. Rồi chị nào chưa có đầm này của em đặt hàng sớm cho em luôn. 1348 kèm số điện thoại. Em chào chị Bích Nguyễn nha. 1348 kèm số điện thoại cho em cả nhà ơi. Cổ tim nè,
chất liệu vải ren ha, ren mềm nè, co giãn với mình nè, khóa kéo phía sau nè, dán đồng body đuôi cá nè. Mẫu đang mặc trên người bạn sản phẩm là 1348. Rồi bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đồng này của em thì mình comment phía dưới cho em là 1348 với số điện thoại nha cả nhà ơi. Chỉ có giá tiền là 249.000 đồng thôi, em xem trên live không áp dụng bên ngoài nha. Chất liệu vải ren nha cả nhà, ren nè, có phối với cả nhà mình kim sa cũng là màu đỏ luôn, ren đỏ kim sa đỏ, nút đính ngọc trai cho cả nhà mình luôn ha. Đây, nút cái điệu thôi, không có cài được nha. Khóa kéo thì luôn luôn nằm đằng sau lưng cho mình. Đầm này em chốt đơn luôn 249.000 đồng, mã sản phẩm 1348. Chị Hiền Hồ có đơn hàng 1348 nha. Màu đen, ren đen hồi nãy là 1344. Ren đen hồi nãy là 1344. Đó, đây ren đen đây. Ren đen thì dán xòe. Ren đen mã sản phẩm 1344 dán xòe. Còn em đang mặc trên người ren đỏ. Ren đỏ là dán body. Đó, hai mẫu cho mình. Đó là rẻ và đẹp cho mình luôn. Màu đỏ đang sale còn 249.000 này cả nhà. Trong độ tụ đồ chị nào mà mình chưa có cái là màu đỏ, đặt cho em cái màu đỏ này đẹp quá trời luôn. Vậy cũng đẹp luôn, tay dài cho mình ha, che được phần bắp tay rất là tốt. 1344 là màu đen, 1344 là ren màu đen dán xòe, 259.000 đồng mã 1344 nha. Còn em đang mặc trên người nè, ren màu đỏ mã sản phẩm là 1348. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1348, em chốt đơn cho cả nhà mình luôn. Là 249.000 đồng cả nhà nha, 249.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình mẫu khác nha. Dạ đầm này em có một màu thôi chị ơi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1348, 249.000 đồng. Chị Thu Hảo có đơn hàng luôn. Đặt hàng mình comment phía dưới cho em tư vấn chờ hàng chờ xe cả nhà mình luôn ạ. 1348 với số điện thoại em tư vấn chốt đơn hàng cho cả nhà mình. Chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng thôi nha. Đặt hàng nhanh em tư vấn chờ hàng chờ xe cả nhà mình luôn. Lên thêm cho mình một cái em đầm mà body đi. Rồi, tiếp tục lên thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa đi. Nhanh tay đặt hàng sớm nha em nào, em tư vấn chờ hàng, em chờ chị Hòa Nguyễn luôn nha. Đừng quên chia sẻ livestream trước khi mình đặt hàng nha cả nhà. Chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai em tư vấn chờ hàng chờ sai cho mình luôn ạ. Rồi đây, lên thêm cho mình xem một cái em đầm khác. Đầm này mã sản phẩm là DA 1341 cả nhà ha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là DA 1341. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1341 nha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em đủ size. Hàng này em có cho cả nhà mình đủ size. Size M, size L, XL với lại 2XL. Đầm nhung nha cả nhà, đầm nhung hoa nha, body nhung hoa. Đó, em mặc hơi rộng em một chút, em kẹp eo lại nha. Có xếp ly ngay bên hông nè cả nhà. Đây xếp ly ngay đây nè. Ngay đây cũng có xếp ly, ngay đây cũng có xếp ly, nó sẽ đổ xuống. Che được phần bụng dưới rất là tốt. Đầm này đang sale còn 199.000 đồng thôi. Đầm này em có một màu nha. Đầm nhung nha cả nhà ơi, nhung hoa nhung luôn nha. Đầm nhung và hoa nhung nha cả nhà mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1341 nè. Nhung nè, hoa bằng nhung luôn nè. Mềm nha, mịn nha cả nhà, có co giãn luôn nha. Sờ lên rất là đã. Và cái hoa này cả nhà mình giặt ủi là không sợ bay, không sợ phai gì hết luôn á. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1341. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1341 nha cả nhà. Bây giờ chị nào chưa có đầm này đặt sớm, em sale nhanh cho cả nhà mình luôn là 199.000 đồng, 199.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1341. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1341 nha. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm này giùm em. Em tư vấn chưa hàng giờ sai cả nhà mình luôn nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì giùm em tư vấn chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ size các chị mình luôn. 199.000 đồng. Rồi bây giờ em chuyển thêm cho mình mẫu khác nữa nha. Chưa có đầm này đặt sớm cho em, chị Võ Thị Nghĩa có đơn hàng luôn. Đồng nhung nha cả nhà, mặc lại rất là mịn, sờ lên đã tay luôn, có co giãn luôn, khóa kéo phía sau lưng cho mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1341 cả nhà nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1341. Đặt hàng đầm này mình comment phía dưới cho em là 1341 kèm số điện thoại cho em. Chỉ có giá tiền là 199.000 đồng thôi nha cả nhà, 199.000 đồng thôi. Đặt hàng comment liền cho em nha, 1341 với số điện thoại em 74 mặc size L là vừa. Ui hết hồn luôn. Rồi, em 74 mặc xanh L là vừa nha. Em lên cho mình cái em là maxi. Maxi hôm nay có sale, maxi này dài tới cổ chân của em. Rồi. 1341 sale nhanh cho cả nhà mình luôn. 1341 sale nhanh cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng.
đặt hàng không anh liền phía dưới em tư vấn và chị hàng chờ xe các chị mình luôn 1341 với số điện thoại 199k ha. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em làm khác. Nhanh tay đặt hàng sớm thì em tư vấn chút đơn hàng cho cả nhà mình luôn. Rồi đây tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1336. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1336 nha. Đầm này xòe dài maxi nha cả nhà. Ui, cái size gì mà nó to đùng như trời. Ủa, trời đó ơi, nó nằm bên này. Em lấy lộn cái size lớn rồi cả nhà ơi. Cái này là size gì vậy? Eo, eo chuẩn không? Bé hả? Rồi sao? Căng ra thì cũng được á, cũng vừa khít luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1336 nha cả nhà. 1336. Ném nữa đọc lộn mã. 1336 cả nhà nha, 40-65kg có đơn hàng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1336 nè cả nhà. 1336. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm cho em 1336 với số điện thoại cổ tròn nha, tay ngắn nè. Dán đầm xòe dài maxi, em cao 1m65, đầm này dài tới cổ chân của em nha cả nhà ơi. Đó, form dán đầm là chuẩn size luôn nha cả nhà, không có trừ hao được gì luôn á. Eo tối đa là eo 84-85 đổ về thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1336 eo 84 đổ về nha. Có co giãn nhẹ nhẹ luôn, khóa kéo phía sau lưng cho mình. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1336. Đầm này chất liệu vải lụa mango nha cả nhà, mềm nè, khóa kéo phía sau. Xòe dài maxi 259.000 đồng đang xem. 259 ngày nằm đang xe cả nhà. Em đang mặc trên người cái size nó bị to, cái size nhỏ nó nằm đây nè cả nhà. Cái size nhỏ nó nằm đây nè. Em mặc cái size to mất tiêu rồi. 259k. Chất liệu vải lụa mango cả nhà nha, mã sản phẩm 1336. Đặt hàng đầm này comment phía dưới cho em 1336 với số điện thoại luôn. Size giảm maxi cả nhà ha, 259k. Chị Thu Huyên có đơn hàng luôn 1336 259.000 đồng. Còn chị nào chưa có đầm này nữa nhanh tay giùm em cả nhà. 48kg mặt mờ. 48kg mặt xem mờ cho em là vừa nha. Mẫu đang mặc trên người 1336. Đặt hàng phòng bên phía dưới dây 1336 với số điện thoại cho em là được ha. Mẫu năm nay cũng đã khép lại bài livestream sáng ngày hôm nay của em rồi nha cả nhà. Chị nào vào sau có thể coi lại bài livestream này hoặc là đón xem những bài livestream kế tiếp của bên em để mà mình săn được nhiều hơn nha. Cả nhà cố gắng nếu như có thời gian mình coi tiếp bài livestream nữa. Trước 1 giờ á, là em đã đi đơn rồi. 1 giờ em kết thúc livestream là đã đi đơn cho mình rồi nha. Gửi hàng cho mình rồi đó. Cái gì cố gắng nha, dù nâng 600k còn được miễn phí giao hàng nữa. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.